Anh Michael đến rước bầu trời Kali để đi kiếm cái gì ăn. Bây giờ mình không có xe cho nên là anh Michael đã help mình, giúp mình. Thank you anh nhiều. Hello Hello. anh, how are you? Cái khu nhà mình ở thì cũng nó cũng yên tĩnh lắm các bạn. Rất là sạch sẽ và yên tĩnh. You have arrived at your destination. The route guidance is... Bây giờ mình với ông anh sẽ ghé cái quán cà phê đen đá quen thuộc mà mình lúc trước mình hay ngồi mỗi buổi sáng. Thì cái quán cà phê này thì mùa dịch này thì họ ngồi ở ngoài không mà các bạn. Mình cũng hạn chế mình ngồi ở trong, mình ngồi ngoài thì cho nó thoáng ra để mình ngồi mình uống cà phê và mình ăn trưa. Tại vì không lẽ ăn mì gói hoài, xe thì không có cho nên là mình phải đi ăn thôi. Đây là con đường Bonsa các bạn ơi. Đây, thủ phủ của người Việt tại Hoa Kỳ. Người Việt đông nhất tại Hoa Kỳ. Lít đô Sài Gòn. Đây, đó các bạn này. Đó. Ủa, chiếc xe nó chở ngầu ghê không? Phước Lộc Thọ. Trong đây toàn bán vàng với hột xoàn không à. Ai đại gia có tiền thì vô đây. Mua vàng, mua hột xoàn rồi vô đây. Quá trời bầu cử, vote gì tùm lum bên đó. Nhận cái đường này lúc nào cũng đông nghẹt ha, giống như trung tâm ha anh ha. Trung tâm. Quán bây giờ dựng cái chòi phía bên ngoài luôn các bạn, được nới ra phía bên ngoài để ngồi nó rộng rãi và cách xa nhau. Bây giờ nhìn quán rất là rộng luôn. Rất là đẹp, rất là lý tưởng và rất là mát ha. Ở bên Mỹ được ngồi những quán cà phê như thế này thì rất là thú vị. Mình hay ghé đây lắm. Lúc mà trước mình hay ghé đây, sáng nào cũng ghé uống ly cà phê. Có cái không khí nó mát mẻ. Quay lại chỗ này kỷ niệm nó ùa về các bạn. Nhớ dễ sợ luôn đó. Thân thuộc lắm. Wow, hấp dẫn quá. Cho anh thêm một chén này nữa em, giống vậy. Dạ rồi. Em chiều. Không. Không. Ê, bấm bấm giùm chị nha. Chị Nè, thêm một chén nữa. Giống vậy. Anh có dùng thêm này không? Cái nước mắm này của anh. Cảm ơn em. Đó, hai người là hai dĩa rau riêng biệt ha, chứ không có để chung nha. Good. Mình order là phải có chén nước mắm. Bây giờ bầu trời Cali mà đi đến đâu là mọi người cứ đem chén nước mắm ra là ok. Lâu lắm rồi mới ăn lại tô hủ tiếu nằm vàng khô. Ở đây nấu rất là ngon, mình rất là thích. À, hủ tiếu mì khô, chén nước mắm mặn. Xin chào cả nhà. Hôm nay mình với anh Michael đi ăn ăn sáng. À.
Xin mời cả nhà cùng dùng với mình và anh Michael ha, món hủ tiếu Nam Vang khô ngay tại California. Rồi. Chơi thôi. Anh có chan này vô không? Chan cái này vô. Ok. Dạ, yeah, rất là ngon. Cái chén súp này đặc biệt. Nó không có mặn. Ok, bây giờ cho này vô cho gọn. Chắc trên Boston lạnh lắm rồi. À, bắt đầu lạnh rồi anh. Bên đó bắt đầu lạnh rồi. Nó tới mùa thu rồi. Bây giờ bà chuẩn bị là lá nó vàng, màu đỏ, màu xanh gì tùm lum tùm la đủ màu hết. Rồi bắt đầu rồi. Ở Nam Cali không có cái gì sung sướng bằng thức ăn. Thật sự luôn. Nhất là người Việt Nam của mình. Đồ ăn là cực kỳ phong phú. Chợ búa thì bao la luôn. Cảm ơn em. Là em dẹp giùm anh mấy cái linh tinh này cho nó gọn ha. Cho mình dậy ha. Dạ. 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 Thái súp người húp húp đã. Hôm nay cũng mát chứ không có nóng lắm. Ừ, mát anh, quá mát luôn, khí hậu kiểu này là quá mát. Anh đi làm anh. Hồi nãy có gọi anh Long nhưng mà anh Long bận, thì con ảnh là đang học lái xe á, thì cho nên là ảnh hơi bận vào buổi sáng chút xíu thời gian thôi, cho nên là chút nữa đi làm luôn, cho nên gọi nãy anh Long ra mà anh Long không ra được. Chỗ anh Long anh xuống nhà em bao xa? Cũng cỡ 20 phút à, cũng cỡ từ cỡ xa hơn từ bao xa này, xa hơn chút xíu. Ra thành phố. Dạ. Hình như là Westminster luôn. Ok. Dạ. Anh Michael á, ở đây mấy chục năm đúng không anh? Trước 75 luôn hả? Trước 75, 74. 1974 đã ở đây rồi. Ghê thiệt. Khủng hoảng thiệt. Dễ sợ. Xưa chống lính, ba ông già sợ đi lính cho qua đây trước. Khỏi đi lính phải không? Ừ. Ghê thiệt. Qua đây chén súp có một miếng sườn non. Chấm với nước mắm. Đã. Miếng ớt. Chừng nào khoảng thứ mấy xe Tuấn về? Theo em đoán nha, là thứ 6 hoặc thứ 7. Em đoán thôi chứ còn em có test cho nó rồi mà nó không trả lời. Test cho cái thằng mà nó tới nó pick up xe em á, nó không trả lời thì em nghĩ là nó không phải là cái người vận chuyển. Nó chỉ tới nó pick up xe thôi. Cho nên chắc có lẽ nó không biết. Kệ nó, mình cứ chờ có các bạn nó gọi cho mình nè. Tới là gọi à, khỏi lo. Gọi để nó giao xe. Quên nữa. Hả? Em phải cắt tiền ra. Tự lấy tiền mặt. Cắt ra tiền để trả cho nó. Lỡ tới bất ngờ cái không, mình không có tiền. Làm dưa ngủ được không? Dạ ngon, ngon lành, ngon lành, cái nệm ok, ngon lành. Anh ở đây lâu vậy chứ anh thích ăn đồ Việt Nam hay đồ Mỹ? Đồ Việt Nam là sau này thôi. Ừ, sau này không rồi.
Đúng rồi, sau này người Việt mình nhiều mới có quán xá mà có đồ Việt Nam phải không? Chứ hồi xưa đâu có. Hamburger này kia. Bây giờ vẫn hơn hamburger. Giờ vẫn hamburger. Nhìn là biết rồi. Nước lèo rất là ngon. Kênh Bầu Trời Cali trong tương lai sẽ chuyển ra là kênh Hai Anh Mập. Hai Anh Mập Cali ạ. Hai Anh Mập Cali. Sẵn trong cái video này Bầu Trời Cali xin chân thành cảm ơn tất cả những anh chị đang sinh sống ở Mỹ đã thấy những video của mình, có nhã ý là giúp đỡ mình rất là nhiều. Nhiều anh chị cho em mượn xe nữa anh, có chị thân cũng thân gấp cho em mượn xe, rồi chỉ chỗ cho mình đi mướn xe, rồi cũng có người là tặng cho mình cái mic quay nữa đó, cũng có nhã ý tặng vậy đó. Thì Bầu Trời Cali xin chân thành cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người đã dành cho mình, và nhất là cảm ơn anh Michael. Thật sự luôn, ảnh là người đã mướn cái phòng giùm cho mình, chạy đi coi hả cả chục chỗ luôn hả anh Michael? Mười mấy chỗ, chạy đi mười mấy chỗ để mà coi phòng, thì ảnh thấy cái chỗ này là good nhất và hợp với mình nhất, và cảm thấy là nó thích hợp với mình, với những điều kiện mà những điều kiện và thích hợp thì ảnh mướn được giùm cho mình. Thật sự là rất là cảm ơn ảnh, và ảnh đón mình từ phi trường về. Thật sự là ở Mỹ này cũng còn rất là nhiều người tốt nha, chứ không phải là người tốt cũng còn nhiều lắm. Mình và Tuấn có nhiều cái giống nhau. Tụi đây đều là tụi con heo. Và tụi đây đều là đào chúa. Và tụi đây đều thích uống và thích hát và thích ăn. À, giống nhau chăng hả? Thích hát nữa. Tụi con heo giống nhau luôn mới ghê. Đạo chúa luôn. Mẹ của em á, thay mặt mẹ em, mẹ em nói á, là cho mẹ cảm ơn anh. Gọi là cảm ơn anh. Dạ, mẹ Triệu View. Hello mẹ Triệu View. Đừng có lo, khi mà Tuấn có ở đây rồi, nếu mà Tuấn cần cái gì đó thì nếu mà mình có thời gian mình sẽ giúp Tuấn hết ra. Dạ, cảm ơn anh. Đừng có lo chuyện đó. Nha, dạ. Mình hứa chuyện đó. Okay. Cho lỏng lỏng vậy anh. Cái tiệm này nó chỉ có địa chỉ này thôi hả? Dạ đúng rồi, only. Không có chi nhánh chi nhít vậy, con tiệm nè. Anh ăn thấy được không? Ngon. Ngon không? Hôm nay tuyển tiệm của Tuyết có mặt chợ không? Dạ có. Chú ba hả? Chú ba đúng hả? Chú ba tiệm nghỉ. Giờ mẹ đang ở nhà cho nó ăn. Hello anh Sơn Huỳnh bên Việt Nam nhé. Ở bên Việt Nam á, ngoại trừ những quán cà phê lớn lớn giống vậy, thì mình đi uống cà phê mình có thể mình kêu đồ ăn sáng được, nhưng mà đa số á, là những quán nhỏ nhỏ mà, thì mình chỉ uống cà phê only chứ không có ăn được ăn sáng. Cà phê bên Việt Nam có bán bia mà phải không? Không, cà phê không, không. Cà phê là cà phê, không có bán bia. Bia chỉ có quán nhậu thôi. Nhưng bên Mỹ thì đa số những quán cà phê là đều có bán thức ăn. Còn người Mỹ thì họ ăn bánh không ạ? Ăn bánh, ăn sandwich này kia thôi, chứ còn những quán cà phê Việt Nam là đa số là kèm theo những cái món ăn để cho có thêm nguồn thu nhập, và cũng có thể là tiện lợi, vừa được uống cà phê vừa ăn, khỏi phải chạy tới chạy lui. Em cũng thích một quán cà phê giống vậy, nhỏ nhỏ cũng được.
hôm qua ông anh Trung, hello anh Trung, hello quý. Anh Trung chủ nhà hả? Dạ. Hôm qua ảnh mang qua cho em cái bàn mà computer cũng... Dạ đúng rồi, đúng rồi, good. Cái đó vừa ngồi được vừa đứng được, vừa, dạ. Vừa đứng vừa ngồi. Dạ, good anh, dễ thương lắm. Hai người rất là hiền. Chỗ cũng các chị là mới toan cũng vô đúng không? Mới tanh luôn không? Cái nhà đó họ mới làm ra. Đây, ly cà phê. Bên đó em tạo uống trên kênh donut mà, chứ đâu có cà phê của Việt Nam mình đâu. Này đặng, này dạ. Không thì nó cũng ngon, thơm. Cái này cà phê còn cái cà phê. Espresso mà. Ở bên cà phê. Espresso dạ. Ủa anh không uống cà phê à? Không. Không uống cà phê sữa hay gì đi? Không uống cà phê. Ừ. Anh không uống cà phê luôn. Không. Dạ. Bởi giờ sáng mới ngủ dậy mới uống cà phê. Lát rảnh rảnh chạy ra biển chơi. Trời nắng rồi. Em nghỉ dịp khác đi. Dạ. Để cho ổn ổn chút. Thôi Cali em nên quay biển ha. Dạ. Ổn ổn chút xíu mà thăm bó bối xong cái này. Rồi 14 ngày tức là thứ bảy tuần tới là gặp bố rối được rồi. Chắc cỡ đó. Đúng 14 ngày. Thì hiện tại bây giờ mình cũng chưa có xong xuôi gì hết mọi người. Cũng còn thiếu này thiếu kia, nhất là chiếc xe mình chưa nhận được. Rồi đồ đạc trong xe cũng còn nhiều lắm. Cho nên là tạm thời vậy đi. Mình mọi người cùng đồng hành với Bầu Trời Cali trong những chặng đường tiếp theo nha. Sẽ còn rất là nhiều điều thú vị để mà mình sẽ đi đây đi đó, đi chỗ nào đó để mình chia sẻ cho mọi người. Đây là cái job của mình, đây cũng là công việc của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của mình. Hẹn gặp lại vào những video sau. Đây là một cái quán mà gây lại cái kỷ niệm cho mình lúc mà mình còn ở đây hồi trước. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại. Bye bye.